Khánh Hỷ nên biết, tất cả Pháp không có cái nhận thức, không có cái thấy, không có cái biết, không chuyển động, không tạo tác. Vì sao? Vì tất cả Pháp đều không có tác dụng, vì xa lìa tánh, năng thủ, sở thủ. Vì tất cả Pháp chẳng thể nghĩ bàn, xa lìa tánh, năng, sở, nghĩ bàn. Vì tất cả Pháp như trò ảo thuật, do các duyên hòa hợp tương tự như có. Vì tất cả Pháp không có ai làm ai nhận, vọng hiện in tưởng như có, không chắc thật. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát biết như vậy, thấy như vậy, nhận thức như vậy là hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng chấp trước các pháp tướng này. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy là học bát nhã ba la mật đa. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát muốn tất cả ba la mật đa mau được viên mãn thì nên học bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì người học như thế, đối với các sự học là tối, là thắng, là trưởng, là tôn, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, lợi ích an lạc tất cả thế gian. Đối với kẻ không chỗ nương nhờ, làm chỗ nương nhờ, chư Phật Thế Tôn bằng lòng khen ngợi. Khánh Hỷ nên biết, chư Phật Bồ Tát an trụ trong sự học này, có khả năng dùng tay phải nắm thế giới Tam Thiên Đại Thiên, nhấc lên hoặc ném đến phương khác, hoặc đặt đè ở cõi này mà hữu tình trong ấy chẳng hay chẳng biết. Vì sao? Vì oai lực công đức khó nghĩ bàn của bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khánh Hỷ nên biết, chư Phật và chúng Đại Bồ Tát ở quá khứ vị lai hiện tại học bát nhã ba la mật đa này, đối với quá khứ vị lai hiện tại và pháp vô vi đều đạt được sự hiểu biết vô ngại. Vì vậy này Khánh Hỷ, ta nói học bát nhã ba la mật đa sâu xa này, đối với các sự học là tối, là thắng, là trưởng, là tôn, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Khánh Hỷ nên biết, các hữu tình muốn nắm bắt lượng biên tế của bát nhã ba la mật đa sâu xa thì giống như kẻ ngu si muốn nắm bắt lượng biên tế của hư không. Vì sao? Vì công đức của bát nhã ba la mật đa sâu xa vô lượng vô biên. Khánh Hỷ nên biết, ta chẳng bao giờ nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có số lượng biên tế như danh thân vân vân. Vì sao? Vì tất cả danh thân, cú thân, văn thân là pháp có số lượng, còn bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải là pháp có số lượng, chẳng phải các danh thân, cú thân, văn thân có khả năng lượng định bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa là đối tượng lượng định của các pháp ấy. Lúc bấy giờ cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa là vô lượng? Phật bảo Khánh Hỷ: Vì tánh của bát nhã ba la mật đa sâu xa vô tận nên nói là vô lượng, vì tánh của bát nhã ba la mật đa sâu xa viễn ly nên nói là vô lượng, vì tánh của bát nhã ba la mật đa sâu xa tịch tịnh nên nói là vô lượng, vì tánh của bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật tế nên nói là vô lượng, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa như hư không nên nói là vô lượng.